Toyota rất là tốt. The service he buying the vehicle from Tata, and also he finding out that the Hattusen Civic is very good. Thank you, thank you. How is the performance of the vehicle? How is the fuel mileage? Anh có cái cảm nhận gì về cái hiệu năng cũng như cái hoạt động của cái xe Tata Superior mà anh đang sở hữu hiện nay, và nhất là đặc biệt là cái vấn đề về điều hòa nhiên liệu? Thì em sử dụng cái xe Tata của bên hàng Tata thì em thấy về cái dịch vụ thì rất là tốt. Các cái giả sử như là chăm sóc các khách hàng thì có nhân viên. Các cái dịch vụ mà những có cái thời điểm mà đến ngày mà sử dụng đấy, mình kiểm tra đấy thì đến kiểm tra thường xuyên về cái nhiên liệu, thì em thấy nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Trong thành phố thì sắp họ hết 6-7 lít nên em lựa chọn cái dịch vụ của bên Tata vì nó cái nhiên liệu với cả xe nó rất là hay. The customer said that the he choose the Tata because after service and not only repair, also is advance booking and also making appointment with him when the customer when the service schedule is due. Secondly, the fuel consumption is very good, about 6-7 liters per 100 kilometers. And the last thing that the performance and also the vehicle very suitable for his business. What business you are running? How it is good for your business? Hiện nay thì anh đang dùng cái xe Tata Super này để dùng cho cái kinh doanh anh vận chuyển vận tải cái gì? Hiện nay cái xe Tata này của em thì em chuyên sửa hàng đồ nội thất, các cái đồ sập vụ của chè và các cái đồ gỗ nội thất phục vụ ở trên của thành phố Hà Nội. Now he is using the Tata Super to carry the wooden furniture. How is the price of the spare part? Spare part you are getting easily and the price is good. Less. Đối với cái phụ tùng của xe ở đây hiện tại, đối với xe anh đang sử dụng thì anh có dễ dàng mua được cái phụ tùng của hai cái giá thì như thế nào theo anh cảm nhận? Thì thực ra là xe của em cũng mới sử dụng được khoảng hơn 1 năm thì xe em chưa phải thay chưa làm cái gì. Okay. Because he just owned the vehicle only 1 year and up to now he has no any spare part that he needs to buy. Nhưng mà những cái về lọc dầu lọc gió mỗi khi làm đến làm bảo dưỡng thì mình có thay có mới. Có cái đấy thì em có mua, vì cả là mình xem các quyển sổ mình thay định kỳ đấy, thì mình có cái đấy mình thì cái đấy có sẵn phụ tùng cho anh, và hai nữa là giá cả thì em thấy nó nói chung là theo em thì giá cả thì nghe hợp lý. Mà phụ tùng thì cũng sẵn có. Và The spare part is already have in the store of the dealership, so it's easy to get, and also pricing is quite acceptable. Now he is making more money with this vehicle. Với cái xe này thì anh có so với kinh doanh trước đây của anh thì anh thấy là nó có làm ra tiền và anh có tạo ra cái lợi nhuận cho anh rồi. Nói chung là thực sự là xe thì em cũng có dùng rồi, nhưng em thấy dùng cái dòng xe này về cái lợi nhuận thì chắc chắn là cái nhiên liệu nó sẽ hơn rồi, đúng không? Okay. Mà xe này chạy trong phố rất hay, đúng không? Chui ngó ngách, yeah. Rất là hay, rất là tiện. Với cả chắc chắn là nó phải lợi ích cho mình rồi thì mình lựa chọn, đúng không? Okay. Rồi. He said that the vehicle is very suitable for this business right now because the vehicle can run in the very narrow corner of the Hà Nội, in central city. Also fuel consumption very low, so that's why of course he make a lot of benefit from that. Okay. Will you tell your friends to buy the same vehicle? Anh có, nếu mà như vậy thì liệu anh có giới thiệu cái xe này cho các bạn anh, những đồng nghiệp của anh trong cái đang kinh doanh trong lĩnh vực của anh? Có, thực ra là đúng là để nói cái xe này em dùng trải nghiệm trong khoảng hơn 1 năm qua thì em thấy nó rất ổn, rất hay. Em cũng có quảng cáo cho các bạn. Quảng cáo cho các bạn để các bạn chọn cái dịch vụ bên này. Đấy. Over the 1 year, he also tell his friend. I mean, his friend is also working with the same field with him and recommendation for the buying Tata and also using after sales service for. Thank you, Mr. Tang, for promoting our product. Thank you. Cảm ơn.
cho anh những cái mũ ra. Đấy, em hôm nay anh đến thì công ty cũng có một chút quà, gọi là cái quà khi anh đến làm dịch vụ. Dạ vâng. Với cả công ty. Dạ vâng, em xin ạ.